Người. Chào mọi người. Người. Hôm nay thì bình thường thì là không nói qua về những cái đàn chó. Hôm nay bọn em sẽ riêng video này sẽ mùa chia sẻ ấy, kinh nghiệm đi. Cái mùa này nó rất là khó nuôi. Bởi vì sao thời tiết? Nếu mà nó mùa đông hẳn nhỉ? Mùa đông hẳn thì nó lại lúc nào nó lạnh thì mình rất là dễ xử lý bóng đèn nó. Nắng chiều mưa ấy. Đúng không? Trời này nó cứ sáng nắng trong đêm lại lạnh các thứ rất là khó. Bây giờ nhá, ban ngày thì mặc đồ mùa hè, tối lại đắp chăn bông. Đấy. Cái thời tiết như thế này nó kiểu như là nó rất là nhạy cảm, giống chó con, nhất là chó con như đây. Nên là hôm nay bọn em sẽ chia sẻ một số cái kinh nghiệm trong cái thời điểm ra mùa đấy. Thì mình nên bổ sung một số cái chất khoáng hoặc là với cả những cái chất cần thiết vào để cho nó cân bằng cái khẩu phần chất dinh dưỡng để nó tăng thêm sức đề kháng. Những cái chất như kiểu là vitamin C ấy, thì nó có những cái công dụng phòng và trị bệnh khi mà mình chó con thiếu vitamin C và tăng sức đề kháng. Khi nó thiếu thì nó khi nó thiếu vitamin C nó rất sinh ra rất nhiều bệnh. Đó, đọc tiếp đi. Nó có thể giúp điều trị suy nhược cơ thể và như kiểu là tiêu chảy, bởi vì những cái thời tiết như này chó nó hay dễ bị tiêu chảy, nó hay bị ốm, nó hay bị lạnh bụng. Lạnh bụng các thứ. Cái vitamin C là để cân bằng cái nhiệt độ cơ thể. Nhưng con chó nào mà khi nó sốt hoặc là khi mà nhiệt độ nó giảm xuống lạnh quá nên nó sẽ cân bằng cái nhiệt độ cơ thể của con chó. Nói chung là cái chất này nó rất quan trọng đấy, như mọi người thường thấy, nếu mà anh chị nào bình thường trong khẩu phần ăn của mình thiếu ấy, có hiện tượng như chảy máu chân răng ấy, đấy là hay chảy máu cam đấy đúng không? Thiếu vitamin C luôn ấy. Nói chung là không đơn giản là chỉ cho ăn và nấu nồi cháo lên với cả cho thịt vào đúng không? Đấy, hoặc là phải bổ sung thêm canxi đúng không? Nên là cái nói chung là ăn rất là đơn giản nha, mình nên bổ sung thêm bên ngoài để cho nó cân bằng cái khẩu phần ăn. Như ở đây mọi người thấy đây là canxi với khoáng vi lượng đây này. Sau đấy nó tổng hợp tất cả những cái chất khoáng như canxi, sắt, kẽm, magie này, tất cả những cái khoáng vi lượng ấy mà cần thiết cho cái sự phát triển của chó luôn này, chó con luôn. Đây này, nó có rất là nhiều công dụng này mọi người nhỉ. Nhưng mà cái loại này nó dùng được cho các loại gia súc gia cầm luôn nhá. Ở đây nó kích thích gia súc gia cầm tăng trọng nhanh này, cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn này. Và khi mà mình thiếu khoáng thì mình bổ sung những cái chất này rất là cần thiết, và đặc biệt là mình có hiện tượng là trong cái thời gian mà chó đang thay lông ấy, chó rụng lông sơ ấy mà sử dụng nó đấy. Nó rất cần canxi lúc thời điểm với đấy. Khoáng kẽm này rất là cần thiết luôn nhá. Con chó mà nhìn thấy lông nó không bóng mượt ấy là do nó thiếu những chất này mọi người nhá. Đấy là lý do. Bông chất móng các kiểu ấy. Cũng như con chó bình thường ở ngoài trời ngoài đường này nó có thể ăn linh tinh các thứ, ăn đá sỏi các thứ là nó thiếu chất khoáng. Hoặc là như con chó ta nó thiếu chất thì nó sẽ ăn liếm được. tường nó cứ cắn đấy đúng không? Như đàn này này, đủ này nó không liếm ra này. Ví dụ như là con chó nó đang thiếu chất. Ví dụ chó nhà mình, chó nhất là dòng béc bỉ là mình nuôi đôi khi là mọi người hay rốt chuồng ấy. Nhưng mà nó sẽ ngoài cái thức ăn mình cho ăn ra thì nó không ăn một cái chất gì khác. Nên ra là nó sẽ rất là dễ bị thiếu nhá. Mình nhiều khi mình nghĩ là mình cho ăn cái nó đủ nhưng mà thực tế là thì nó vẫn chưa đủ những cái thành phần đấy cho nó. Như kiểu người ấy nhiều khi phải đi xét nghiệm máu xem là mình có thiếu chất gì để mình bổ sung thêm đấy đúng không? Kiểm tra sức khỏe định kỳ đấy đúng không? Ví dụ như cái hộp này nó rất nhiều thành phần khoáng với cả vi lượng bên trong. Với cả cái hộp này nó nhiều canxi, thành phần nó nhiều canxi, nó phát triển khung gọng cho con chó ấy. Canxi là để đầy đủ các loại tổng hợp chất khoáng vi lượng luôn. Để canxi là nó cũng rất là thích hợp để như để cho con chó nó phát triển khung vọng tối đa ấy, nên mọi người phải chú ý bổ sung thêm vào ấy. Một lọ này thực ra là giá thành nó khá là rẻ nhưng mà dùng được đến chó đến trưởng thành rất là lâu luôn nha mọi người nhá. Trọng lượng nó rất là con chó nó phải có những cái chất này thì nó mới phát triển toàn diện được, không xương cả đúng không? Mới to luôn. Được anh nhỉ? Thậm chí là nó không có nhiều cái chất này nó không khôn đấy, thật sự luôn. Đấy. Kiểu cái lúc cảm giác như lúc nào nó cũng thiếu, nó cứ đi mò mẫm mà nhìn con chó nó cứ rú kiểu gì ấy. Cho vào cháo đi, lúc nào nó cũng chỉ đòi cho vào cơm đi để chuẩn bị ấy đi. Lúc nào nó cũng đòi ăn nhưng mà nó ăn xong có khi nó ỉa phân sống. Đấy. Và nó không tiêu hết được cái thức ăn này. Có hướng dẫn sử dụng hết nha mọi người nha, theo từng loại là gia súc gia cầm luôn, cho cả tỷ lệ là trưởng thành với cả là động vật gia súc non luôn nhá. Đây trong này có hướng dẫn sử dụng đầy đủ cả luôn. Và mọi người cứ yên tâm, nếu mà mọi người không mua được thì cứ liên hệ cho bên em ấy. Thì bên em sẽ mua hộ cho anh chị và gửi về cho mình. Ở đây nó có đầy đủ được luôn đấy. Đây phòng cho vào đây bọn cháu, bên em sẽ pha vào đồ ăn. Xin chào mọi người.